Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết của nhà báo Phạm Đình Trọng. Bài viết mang tựa đề Thảm họa Cộng sản. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai phần, phần đầu và phần thứ hai. Tổng cộng Thảm họa Cộng sản do nhà văn Phạm Đình Trọng viết gồm có 4 phần. Chúng tôi chia thành hai phần để đọc cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm họa Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Bài viết của Phạm Đình Trọng. Bảy bãi đá san hô trong quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt bị tàu Cộng đánh chiếm từ năm 1988, 15.000 cây số vuông đất biên cương phía Bắc của lịch sử Việt Nam trở thành đất tàu Cộng từ năm 1999. Formosa đầu độc biển miền Trung giết chết sự sống của cả dải miền Trung từ năm 2016. Rừng nguyên sinh Bà Nà, rừng tự nhiên Sơn Trà, rừng Đại Ngàn Tam Đảo bị san phẳng xây biệt thự làm cõi riêng lui tới cho mấy người sẵn tiền. 39 trai gái người Việt phơi phới tuổi 20 chết cóng trong xe đông lạnh trên đường trốn vào nước Anh. Đó là những thảm họa quốc gia của người Việt Nam. Những năm tháng đau buồn này, tất cả những thảm họa đó đều chỉ từ một căn nguyên. Đó là Cộng sản Việt Nam. 8 năm ông Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền ở Việt Nam là 8 năm tàu Cộng mặc sức lộng hành trên biển Đông của Việt Nam, mặc sức giết người cướp tài sản của dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam, mặc sức gây sự đe dọa xua đuổi nhà cầm quyền, xua đuổi nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với PVN Việt Nam khai thác dầu khí trong lãnh hải của Việt Nam, mặc sức đưa giàn khoan vào sâu trong lãnh hải Việt Nam đến sát bờ biển Việt Nam khoan tìm kiếm dầu khí hết tháng này sang tháng khác như trốn vô chủ quyền. Tàu Cộng ngang ngược đòi Việt Nam phải chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí với nước ngoài trên biển Việt Nam và đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn và hèn nhát vâng lời. Nhục nhã chấp nhận bồi thường 400 triệu đô la cho hãng Repsol Tây Ban Nha để hãng này nhổ mũi khoan tìm kiếm dầu khí rút khỏi lô cá rồng đỏ trong vùng biển bãi thứ chính của Việt Nam. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bộ máy quyền lực ở Việt Nam cũng là thời gian đủ cho tàu Cộng bồi đắp xây những bãi cát đá chúng cướp được của Việt Nam ở Hoàng Sa từ những năm 1974 và bãi đá chúng cướp của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988. Thời gian đủ cho chúng biến những dãy san hô chưa nổi hẳn lên khỏi mặt đất biển và bị nuốt chửng khi thủy triều lên thành những đảo nhân tạo có vườn hoa khoe sắc, có đèn điện sáng rực về ban đêm và có đường băng dài hơn 3.000 mét cho những máy bay quân sự lớn nhất, hiện đại nhất cất hạ cánh. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được sử dụng để cướp đất của dân tàn bạo nhất. Thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối đã diễn ra những vụ chính quyền cướp đất của dân đẫm máu và nước mắt. Cướp đất ở Văn Giang, Hưng Yên, cướp đất Dương Nội, đất Đồng Tâm, Hà Nội, cướp đất Thủ Thiêm, đất Lộc Hưng ở Sài Gòn, đẩy hàng triệu người dân vào cảnh khốn cùng không trốn dung thân, không đường kiếm sống, rồi quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng thỏa mãn tuyên bố chưa có thời nào rực rỡ như thời đại Hồ Chí Minh. Quyền lực nhà nước cướp đất của dân thời đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối sẽ đi vào sử sách trong những thế hệ mai sau hiểu về một thời đảng cướp mang tên Cộng sản Việt Nam. Việt Nam cầm quyền và hiện tại đã đi vào văn chương ghi trên giấy trắng mực đen trong sách báo, trong các văn thư ghi thành các file điện tử trên mạng Internet toàn cầu và đã trở thành bia miệng dân gian, trở thành ca dao mới làm phong phú cho kho tàng cướp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là bài thơ cướp, thơ của Nguyễn Duy. Cướp xưa băng đảng, cướp xưa băng nhóm làng nhàng,
Cướp này có đảng, có đoàn hẳn hoi, có con dấu đỏ tươi, có còng, có súng, có rủi cui nhà tù. Cướp xưa lén lút tù mù, cướp này gióng trống phất cờ phóng loa. Con trời bay là cướp trên bàn giấy, cướp ra cánh đồng, dân oan tuôn lệ ròng ròng. Mất nhà, mất đất, nát lòng miền quê, tiếng than vang động bốn bề, cướp từ thôn xóm, cướp từ thôn xóm tiến về thành đô. Ai qua thành phố Bác Hồ mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm. Bây giờ mẹ phải dặn thêm, quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày. Thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian ông hăm hở và quyết chí sử dụng quyền lực tuyệt đối đó xây dựng những bộ luật phản dân hại nước như bộ luật đặc khu kinh tế dành những thế đất hiểm yếu trên lãnh thổ Việt Nam đón đội quân tàu cộng xâm lược vào ém quân nằm vùng. Bộ luật an ninh mạng tạo thêm những tầng địa ngục tước đoạt quyền tự do tư tưởng của người dân. Người dân cả nước bừng bừng phẫn nộ phản đối bộ luật rước giặc vào xâm lược vào nhà. Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải lệnh cho Quốc hội tạm dừng áp đặt luật đặc khu kinh tế, nhưng ông đã áp đặt được bộ luật an ninh mạng vào đời sống xã hội, vốn đã ngột ngạt vì mất tự do, mất những giá trị thiêng liêng của con người. Nay có thêm bộ luật an ninh mạng lại càng thêm ngột ngạt tù túng trong đời sống văn hóa tinh thần. Thời ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam cũng là thời gian quyền lực tuyệt đối đó được mang ra đàn áp dân khốc liệt nhất. Dân nói tiếng nói trách nhiệm công dân bị công an cộng sản giả dạng côn đồ xúm vào đánh đổ máu, chấn thương sọ não giữa đường phố đông người, bị đón đánh lén đến hôn mê trên đường vắng. Quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra những bản án phi pháp, phi lý và man rợ. Tuyên những bản án hàng chục năm tù đầy với những phụ nữ thân cô thế cô, những người mẹ nuôi con nhỏ, những thầy giáo ý thức được trách nhiệm công dân, chỉ thực hiện quyền con người, quyền công dân và được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Sử dụng quyền lực tuyệt đối cướp cuộc sống bình yên của người dân, cướp quyền con người, quyền công dân của người dân. Nhưng suốt 8 năm, quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn làm ngơ trước những hành động xâm lược Biển Đông ngày càng trắng trợn, càn rỡ, quyết liệt của Tàu Cộng. Hơn 3 tháng qua, Tàu Cộng đưa chiến hạm, đưa tàu thăm dò, khảo sát biển, đưa giàn khoan vào bãi tư chính nằm sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, ngang nhiên khoan tìm kiếm dầu khí trên biển Việt Nam, rồi chúng lên diễn đàn lớn giọng tuyên bố chủ quyền và đòi Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của chúng ở bãi tư chính. Đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí ở bãi tư chính, quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng vẫn hèn nhát và nhục nhã ngập hột thị. Lấy thịt đè người, đưa lực lượng quân sự áp đảo vào biển Việt Nam. Hơn 3 tháng qua, Tàu Cộng đã thực sự làm chủ bãi tư chính, đã thực sự thọc lưỡi gươm, kề họng súng vào sườn cơ thể của Tổ quốc Việt Nam. Vận mệnh đất nước Việt Nam đang bị thử thách nghiêm trọng, số phận dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ nước mất, dân nô lệ. Thân phận giống nòi Việt Nam đang đứng trước nguy cơ Hán hóa, diệt chủng. Vậy mà sáng ngày 7 tháng 11 năm 2019 khai mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắc thoáng qua về Biển Đông như truyền thông nhắc đến dịch bệnh tai heo xanh, heo tai xanh như Hà Nội nhắc đến sự cố cháy ở nhà máy Rạng Đông. Đồng thời phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới trong và ngoài nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định sát hợp mục tiêu tổng quát dự kiến và chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế, xã hội trong và ngoài nước vào năm 2020.
vô cảm lạc lõng với cuộc sống đầy thách thức nguy khốn của đất nước, lạc lõng với ngổn ngang lo toan đau khổ của người dân. Như vậy thì khi tàu cộng tìm được mỏ dầu khí ở bãi Giới Chính, chúng đưa giàn khoan đến mở công trường rầm rộ khai thác dầu khí trên biển Việt Nam. Lúc đó quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ê à chậm rãi, bình thản và dửng dưng nói với ủy viên trung ương của ông rằng phải phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học, bình về và bình tĩnh xử lý các vấn đề về tình hình Biển Đông. Ban lãnh đạo đảng thấp kém phần 2. Đảng cầm quyền của ông đảng trưởng quyền lực tuyệt đối Nguyễn Phú Trọng lạc lõng cùng với nhân vật nắm quyền lực tuyệt đối ở các lĩnh vực và các vùng lãnh thổ trong nhóm quyền lực trung ương, như các ông, các bà Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng Chính phủ. Nhưng ông Phúc chỉ là một diễn viên tấu hài, lăng xăng có mặt ở khắp chốn khắp nơi, nói những điều tưởng như phát hiện lớn lao, ví von tưởng là văn hoa, nơi nọ tàu kia, đầu tàu kia, nơi kia cũng là đầu tàu, chỉ bộc lộ một hình hài văn hóa còi cọc tội nghiệp, một tâm hồn chưa được đánh thức bởi để biết cảm hứng về cái đẹp, cảm hứng với cuộc sống, với số phận nhân dân, đất nước, với một nền kiến thức kinh tế trống rỗng của người nắm quyền điều hành nền kinh tế đất nước. Những lời vàng của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đời sống kinh tế cho các địa phương, các ngành đều trở thành những màn chọc cười rẻ tiền với dân chúng và mạng xã hội. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, là Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà Ngân chỉ là một cô giao liên gùi bòng ý đồ. Tham vọng của Bộ Chính trị đến Quốc hội chỉ như viên thư lại triển khai thực hiện mọi đòi hỏi của Bộ Chính trị với quốc phòng. Bà Ngân tự giới thiệu công việc giao liên của bà, tự xác định tư tưởng thư lại của bà bằng câu nói đã được tất cả các tờ báo chính thống ghi nhận và thông tin. Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật đặc khu kinh tế không trái pháp luật. Quốc hội phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật. Chỉ một câu đó cho thấy đủ sự thảm hại, sự thấp kém của Chủ tịch Quốc hội và sự thảm hại, sự thấp kém của cả cái Quốc hội đảng cử dân bầu. Cái Quốc hội từ người đứng đầu đến nghị sĩ được sang trọng hóa là đại biểu nhân dân đều chỉ là những con rối, những vai hề nhất cử nhất động đều theo sự giật dây của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Ngọc Thiện là Bộ trưởng Văn hóa nhưng hoàn toàn không thấy vóc dáng hình hài con người văn hóa ở người đứng đầu cơ quan văn hóa đất nước, mà chỉ thấy sự sỉ nhục, khinh bỉ văn hóa. Mượn cớ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Cộng và Tàu Cộng, Tàu Cộng đưa đoàn hát múa của một tộc người thiểu số bị Đại Hán cai trị đến Hà Nội. Thiết lập quan hệ bang giao giữa hai nước là sự kiện quốc gia, nhà nước với nhà nước, sự kiện quốc gia, nhưng Tàu Cộng chỉ đưa đoàn nghệ thuật của một vùng tự trị của Tàu Cộng sang Việt Nam, thì Tàu Cộng coi Việt Nam cũng chỉ là sứ Tàu Cộng cho tự trị mà thôi. Bị sỉ nhục như vậy nhưng ông Thiện thấp kém văn hóa, vô cảm chính trị vẫn mang danh nghĩa nhà nước Việt Nam đón tiếp sự sỉ nhục đó. Nhục nhã hơn, ông Thiện đã ngu ngơ chấp nhận đòi hỏi bất thường về ngày đoàn múa hát xứ tự trị Tàu Cộng biểu diễn ở nhà hát lớn Hà Nội không phải là ngày 18 tháng 1, ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mà là ngày 19 tháng 1, ngày Tàu Cộng đánh chiếm được hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thông điệp của Tàu Cộng là gì? Việt Nam chấp nhận đoàn nghệ thuật của chúng hát múa giữa Hà Nội, hát múa trước Ba Đình, hát múa trước mũi chóp bu lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, mừng ngày chúng thâu tóm được Hoàng Sa của Việt Nam, là nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đồng tình với sự thâu tóm đó và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa là của Tàu Cộng. Qua mặt được quan chức thấp kém văn hóa của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng Tàu Cộng không thông qua được người dân của đất nước văn hiến. Người dân phẫn nộ lên tiếng phản đối đêm
biểu diễn Sỉ nhục lịch sử Việt Nam, Sỉ nhục sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của đoàn nghệ thuật Tàu Cộng. Gần đến giờ biểu diễn, màn hát múa ngạo ngạn của Tàu Cộng mới bị hủy bỏ. Không chỉ một vụ việc ông Thiện chấp nhận cho đoàn nghệ thuật Tàu Cộng múa hát ở nhà hát lớn Hà Nội mừng ngày chúng cướp được hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, ngày người dân Việt Nam bùi ngùi thành kính tưởng niệm 30 năm, 64 người con yêu Tổ quốc Việt Nam giữ bãi đá Gạc Ma bị Tàu Cộng giết hại. Ngày đau buồn tưởng niệm 30 năm bãi đá Gạc Ma và 6 bãi đá khác trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Tàu Cộng đánh chiếm cũng đúng ngày 14 tháng 3 năm 2018. Bộ phản văn hóa của ông Thiện đã làm một việc phản bội Tổ quốc, xúc phạm hương hồn của 64 người lính Việt Nam bị giặc Tàu giết hại tại bãi Gạc Ma. Đúng 14 tháng 3 năm 2018, bộ phim phô trương sức mạnh hạm đội Tàu Cộng khẳng định với thế giới rằng Biển Đông của Việt Nam là vùng lãnh hải của chúng. Phim Điệp vụ Biển Đỏ sản xuất ở Bắc Kinh được bộ thấp kém văn hóa, thấp kém chính trị của ông Thiện cho trình chiếu trong các rạp cinema trên toàn cõi Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan quản lý văn hóa của một nhà nước mà thấp kém văn hóa, thấp kém chính trị đến như vậy là sự sỉ nhục cho cả nền văn hóa của đất nước. Nỗi sỉ nhục mang tên Điệp vụ Biển Đỏ chưa nguôi thì những ngày cuối thu đầu đông năm 2019, người dân cả nước đang thắt lòng theo dõi đường đi của những đoàn tàu chiến và tàu khảo sát biển của quân Tàu Cộng xâm lược dọc ngang trên Biển Đông của ta như trên ao nhà của chúng. Phẫn nộ trước sự xâm lược của Tàu Cộng ở Biển Đông, người dân càng phẫn nộ khi bộ thấp kém văn hóa của ông Thiện lại cho trình chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam bộ phim hoạt hình của Tàu Cộng. Trong phim có bản đồ đất nước Tàu Cộng với hình lưỡi bò liếm trọn Biển Đông của Việt Nam. Là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản cầm quyền, đáng ra ông Thiện phải có tầm chính trị cao hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản, càng phải cao hơn tầm chính trị hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhưng tầm văn hóa của ông Bộ trưởng Văn hóa Thiện đã thấp hơn người dân và tầm chính trị của ông ủy viên Trung ương Cộng sản lại càng thấp kém đến mức sỉ nhục cả cho đảng của ông, đảng cầm quyền nắm vận mệnh của đất nước Việt Nam. Ông Trần Hồng Hà, đứng đầu cơ quan quản lý tài nguyên môi trường Quốc hội quốc gia, đã để ra nước ngoài đầu độc cả giải biển miền Trung, giết chết sự sống của biển. Ông Bộ trưởng, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản đã không có liêm sỉ, không có lòng tự trọng tối thiểu, không nhận trách nhiệm, lại dàn dựng màn diễn trơ trẽn, lố bịch và lưu manh, màn diễn tắm biển, ăn cá biển để chạy tội, xí xóa trách nhiệm và lừa bịp người dân. Rước nước ngoài vào giết chết sự sống, tàn phá biển và giải bờ biển đẹp nhất nước của Việt Nam, đó là biển miền Trung. Ông Bộ trưởng vô liêm sỉ còn dung túng cho cả bộ máy quản lý nhà nước về đề tài tài nguyên môi trường của ông thông đồng với những doanh nghiệp bất thường, lũ tư bản hoang dã man dợ, cho chúng thâu tóm tài nguyên đất nước, biến tài nguyên của nước, của tài sản của dân thành vốn tư bản của chúng. Với lòng tham không đáy, với thứ văn hóa công nông và thứ thẩm mỹ lý tuyết, lũ quan chức tài nguyên môi trường ngu dốt và tham lam cùng lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến những kỳ quan thăm thẳm và lung linh của đất nước, những tuyệt tác vô giá của tự nhiên thành những khối bê tông kịch cỡm. Quan chức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến Vịnh Hạ Long trên cạn Tràng An, Ninh Bình thành những ngôi chùa quốc doanh bái đính, tam trúc, xác là chùa Tàu, hồn là chốn chợ trời, buôn thần bán thánh. Những người cộng sản với nền tảng văn hóa bằng cấp, chỉ cần bằng cấp không cần trí tuệ, đã biến chủ nghĩa cộng sản thành một tôn giáo, rồi cũng chính những người cộng sản đã làm cho tôn giáo đấu tranh giai cấp, tôn giáo bạo lực của họ thành tôn giáo của máu và nước mắt, tôn giáo của tội ác và bất công. Để rồi
Từ lãnh tụ Cộng sản đến đảng viên thường không ai còn đức tin vào tôn giáo Cộng sản của họ nữa. Nhưng tôn giáo Cộng sản cho họ quyền cai trị, cho họ ăn trên ngồi chốc, cho họ làm giàu. Trên thế giới không có nghề gì làm giàu dễ dàng, mau lẹ và vớ bẫm như quyền lực Cộng sản. Không còn mảy may lòng tin vào tôn giáo Cộng sản, nhưng họ vẫn dùng bạo lực chuyên chính, dùng công an, tòa án, nhà tù, dùng máu và nước mắt dân để bảo vệ tôn giáo Cộng sản, bảo vệ quyền cai trị, quyền vớ bẫm của họ. Không còn đức tin vào tôn giáo Cộng sản, quan chức Cộng sản lại gửi đức tin vào tôn giáo truyền thống. Càng quyền cao chức trọng càng vớ bẫm, càng chồng chất tội với dân tộc, với nước, với chính lương tâm của mình. Quan chức Cộng sản càng đổ tiền vào xây chùa, đúc chuông, tô tượng và vợ con họ càng tấp nập đi chùa. Nhà nước Cộng sản cũng là nhà nước ngu dân, Cộng sản dùng bạo lực, lừa dối và tăm tối ngu dân để cai trị. Trong tâm tối ngu dân Cộng sản, trong bất công, oan khiên Cộng sản, trong bất ổn triền miên của xã hội Cộng sản, người dân càng lũ lượt đi tìm sự bình yên và hy vọng ở thánh đường, ở cửa Phật. Chỉ có thể bóp chặt quản lý Thiên Chúa giáo, nhưng Cộng sản không thể thọc bàn tay can thiệp vào Thiên Chúa giáo và đạo Kitô còn giữ được sự trong lành nguyên thủy. Phật giáo là quốc đạo, đạo chính thống ở Việt Nam từ thời nhà Lý, thế kỷ 11 thì khác. Từ thời còn hoạt động trong bóng tối, nhiều người Cộng sản đã núp vào cửa Phật, được nhà chùa cưu mang che chở, đạo Phật đã nhịp bước với Cộng sản từ ngày đó. Ngày nay hầu hết các chùa đều có an ninh mật vụ Cộng sản cạo đầu đóng vai đại đức trụ trì của các chùa, có chi bộ Cộng sản trong chùa, vì vậy mới có những đại đức như Thích Thanh Toàn cấu kết với tập đoàn Cá Mập Địa Ốc Sân tàn phá rừng thiêng Tam Đảo, xây chùa địa ngục, kinh doanh thần thánh. Và Cộng sản đang thao túng chính trường thì Cộng sản cũng đang thao túng cửa Phật. Cộng sản đang biến chính trường thành chốn kinh doanh quyền lực thì Cộng sản cũng đang biến cửa Phật thành chốn kinh doanh thần thánh. Chưa có thời gian nào chùa chiền được xây cất đồ sộ nguy nga mênh mông và phô trương như một trung tâm thương mại phản triết lý Phật giáo như thời Cộng sản. Chưa có thời nào buôn thần bán thánh rầm rộ phát đạt như thời của Cộng sản. Thời Cộng sản, tôn giáo bị suy đồi, tha hóa đến mức chủ nghĩa xã hội của hận thù, đấu tranh giai cấp sắt máu leo lên cả tôn chỉ nhà Phật, đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Trên lương thường có cả doanh nghiệp lớn buôn thần bán thánh như doanh nghiệp Xuân Trường. Chữ ký và dấu son đỏ của cơ quan tài nguyên môi trường đã giúp doanh nghiệp buôn thần bán thánh Xuân Trường biến một vùng non nước kỳ thú bậc nhất Việt Nam thành một siêu thị thần thánh sầm uất nhất Việt Nam. Những kỳ quan diễm lệ ở Tràng An, Ninh Bình không một tài năng nghệ thuật nào của con người có thể sáng tạo được, chỉ thiên nhiên toàn năng mới tạo dựng lên thay thành những đống rác bê tông, rác xã hội và rác tôn giáo. Và quan chức quản lý nhà nước về đề tài về tài nguyên môi trường và lũ tư bản hoang dã bất lương đã biến rừng Đại Ngàn, Bà Nà, thần tiên thành nơi ô trọng với chiếc cầu bê tông thô thiển nặng nề, loang lổ ghẻ lở đè lên thảm rừng, phá tan không gian huyền bí của rừng thiêng, biến chốn trong lành của thiên nhiên thành nơi bụi bặm kẻ chợ, nơi những kẻ giàu sổi giải tiền học làm sang. Bờ sông rào rạt nắng gió cho những mảnh hồn như sự với sự thư thái, biển lồng lộng biển trời cho những người dân đến soi mình vào tình yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước. Đó là tài nguyên vô tận của đất nước, là tài sản vật chất lớn lao và là tài sản tinh thần không thể thiếu của người dân, cũng bị bộ máy quan chức quản lý tài nguyên môi trường lén lút bán đứng cho đám tư bản hoang dã bất lương. Tư bản hoang dã phương Tây thế kỷ 17 tích lũy tư bản bằng bóc lột sức lao động người thợ. Tư bản hoang dã Việt Nam thời Cộng sản thế kỷ 21 tích lũy tư bản bằng thông đồng với quan chức nhà nước quản lý lãnh thổ
cướp đất của dân và thông đồng với quan chức nhà nước quản lý tài nguyên môi trường, cướp tài nguyên, tàn phá môi trường đất nước. Bãi biển của dân bị lũ cướp rào kín, dân không còn đường ra biển. Bờ sông cướp được của nước, lũ cướp xây lên những biệt thự sang trọng đắt tiền bán cho những kẻ giàu sổi, bất chính. Suốt nhiều năm, Bộ Tài nguyên Môi trường của ông Trần Hồng Hà hối hả làm việc phạm pháp tày trời, bắt đứng tài nguyên môi trường của dân, của nước cho những tập đoàn địa ốc bất lương, hối hả hợp thức hóa cho các doanh nghiệp bất lương, ăn cướp tài nguyên môi trường của dân, của nước. Không chỉ là phạm pháp, đó còn là tội ác, và là tội ác lớn nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là những chữ ký, những dấu mộc đỏ chót của họ đang biến giải rừng thiêng Tam Đảo của lịch sử thiên nhiên Việt Nam, của lịch sử giống nòi Việt Nam thành vốn tư bản của riêng tập đoàn cá mập Sun Group. Trong Bộ Luật Hình sự có tội lợi dụng quyền hạn tổ chức gây hậu quả nghiêm trọng, đó là tội của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, người đứng đầu cơ quan quản lý tài nguyên môi trường quốc gia đáng truy tố ngàn lần, nhưng quan chức tội phạm đó vẫn đang nhơn nhơn trên ghế cao quyền lực của ông ta. Đã quá dài, không thể kể thêm, chỉ điểm mặt hai thành viên trong nhà đỏ của ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Ông trông coi đời sống văn hóa tinh thần, giữ phần hồn của đất nước thì văn hóa thấp kém quá xa so với mặt bằng văn hóa của đất nước văn hiến. Ông trông coi kho tàng tài sản vật chất của đất nước thì hợp thức hóa cho đám làm giàu bất lương biến rừng vàng biển bạc của dân, của nước thành tài sản riêng của lũ cướp mang tên Cộng sản. Những năng lực thấp kém, những nhân cách tồi tệ như ông Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Hồng Hà vẫn nghênh ngang trên ghế cai trị dân là sự thách thức dân, là thảm họa của nước. Nhân cách thấp kém mới coi quyền lực là tất cả, mới mang quyền lực ra thách thức nhân dân. Quan chức triều đình đã vậy, quan chức địa phương còn thấp kém thảm hại hơn nữa, còn thách thức người dân trắng trợn hơn. Ông Triệu Tài Vinh, ông Nguyễn Nhân Chiến ngồi ghế bí thư tỉnh ủy, nắm quyền lực tuyệt đối một vùng lãnh thổ chỉ để đưa gia đình, con cháu, cả họ hàng hang hốc lên ngồi ghế quan cai trị cả một vùng lãnh thổ đó. Chưa điểm mặt một lô một lốc những quan trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đã rơi rụng do tham lam vơ vét giống ruột tiền bạc, tài sản quốc gia, tàn phá tàn hoàng đất nước như các ông Vũ Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Hiến, Phương Minh Hòa, Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, v.v. Chỉ điểm tên vài ông bà đang yên vị trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản của ông Trọng cũng thấy ban lãnh đạo Đảng đầy quyền lực nhưng nhếch nhác, tệ hại, thấp kém như thế nào. Đây là hai phần đầu của bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu hai phần còn lại của nhà văn Phạm Đình Trọng này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.